được kính chào các bạn khán giả của Tết TV như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với tin tức liên quan đến sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại cấp 2026. Trước thềm trận đấu này thì huấn luyện viên Philip Mujia đang đón nhận những thông tin không vui khi hàng loạt những trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã không thể góp mặt do việc điều trị chấn thương. Ngày 12 tháng 3 tới đội tuyển Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ sẽ cùng tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia vào ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3. Đây là hai trận đấu quan trọng quyết định tới cơ hội đi tiếp của đôi bên. Thời gian qua, huấn luyện viên Chu Jie cùng các trợ lý đã tới các sân tuyển quân. Ngoài tìm các gương mặt mới, nhà cầm quân người Pháp quan tâm tới phong độ lẫn tình trạng sức khỏe của các gương mặt cũ. Đáng ngại khi một số trụ cột hàng thủ khả năng phải vắng mặt vì chấn thương. Hậu vệ trái đoàn Văn Hậu sau 6 tháng phẫu thuật và hồi phục vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Trung vệ Quế Ngọc Hải chưa đảm bảo thể lực trở lại đội tuyển, trong khi chấn thương của thủ môn Đặng Văn Lâm nặng hơn dự kiến. Hình ảnh cầu thủ Việt Kiều này nhăn nhó trong buổi tập hồi phục mới đây mang đến lọ ngại cho người hâm mộ. Đấy cũng là ba cầu thủ đã lỡ hẹn Asian Cup 2023 vì chấn thương. Mong mỏi lớn nhất lúc này với ông Chu Dê, có lẽ là trong hai vòng còn lại của V-League sẽ không học trò nào báo tin xấu về sức khỏe Dự kiến trong tuần tới, huấn luyện viên Chu Jie sẽ công bố danh sách tập trung đội tuyển. Nhà cầm quân người Pháp đánh giá hai trận đấu với Indonesia tới đây sẽ rất khó khăn khi phải đối diện với sức ép từ 80.000 khán giả trên sân Bung Kano và đội chủ nhà có tới 10 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu. Dù vậy, huấn luyện viên Chu Jie vẫn đặt chọn niềm tin vào các học trò và tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một tinh thần tích cực, sự động viên từ người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua thử thách. Cũng theo huấn luyện viên Philippe Tugier thì đội tuyển Việt Nam không nên tập trung quá dài ngày vì như thế thì ảnh hưởng đến việc thi đấu của giải đấu quốc nội. Đây là điều mà huấn luyện viên Philippe Tugier đang phối hợp cùng VFF để học theo các đội bóng tại Châu Lục. Trở lại sau kỳ nghỉ phép dài, huấn luyện viên Tugier đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF xung quanh kế hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển mà ông phụ trách trong năm 2024. Tại đây, nhà cầm quân người Pháp đã trình bày, đề xuất các kế hoạch thống nhất các giải pháp nhằm giúp đội tuyển quốc gia và U23 có sự chuẩn bị tốt nhất trước các giải đấu quốc tế. Theo đó, đội tuyển Việt Nam còn hai giải quan trọng trong năm nay là vòng loại World Cup vào tháng 3, tháng 6 và ASEAN Cup vào tháng 11. Xen giữa là các đợt FIFA Days. Còn U23 hướng tới vòng chung kết châu Á vào tháng 4. Đáng chú ý, huấn luyện viên Philippe Chuije đề nghị rút ngắn quỹ thời gian tập trung đội tuyển Ông cho rằng điều quan trọng nhất là các cầu thủ cần phải được thường xuyên ra sân thi đấu, nên giải lích trong nước cần phải được ưu tiên. Do vậy, việc tập trung đội tuyển trong thời gian dài là không cần thiết vì sẽ gây ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu của các câu lạc bộ tại giải lịch. Từ quan điểm này và căn cứ vào điều kiện thực tế của bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Chu Jie tính toán quỹ thời gian dành cho mỗi đợt tập trung của đội tuyển sẽ là khoảng một tuần trước mỗi kỳ FIFA Day. Việc tập trung ngắn thường thấy ở các đội bóng lớn, đơn cử các đội tuyển hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia chỉ hội quân từ 5 đến 7 ngày trước giải do các cầu thủ còn bận thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản, bao gồm các cầu thủ thi đấu nước ngoài. Ở Đông Nam Á, Thái Lan cũng đã sớm áp dụng điều tương tự, trong khi phần còn lại của khu vực vẫn dành tối thiểu 2 tuần chuẩn bị trước giải. Dẫn chứng tại Asian Cup vừa qua, Quỹ thời gian tập luyện liên tục trước giải của Thái Lan chỉ là 7 ngày, Việt Nam là 15 ngày, trong khi Indonesia dành tới 36 ngày. Lãnh đạo VFF ghi nhận những kiến nghị từ phía huấn luyện viên Chujie về công tác đội tuyển, ủng hộ quan điểm tập trung đội tuyển cần đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa giải đấu, câu lạc bộ và đội tuyển. Cũng theo bảng xếp hạng, các câu lạc bộ được FIFA công bố thì câu lạc bộ Hà Nội là câu lạc bộ được xếp cao nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với các đại diện khác đến từ Đông Nam Á thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn còn thua rất xa. Theo bảng xếp hạng các câu lạc bộ vừa được FIFA công bố, tại AFC thì Hà Nội FC xếp hạng 58, đứng cao nhất Việt Nam. Dù vậy, câu lạc bộ thủ đô vẫn kém Patum United của Thái Lan tới 49 bậc. Họ cũng đứng dưới các đại diện đến từ Malaysia, Singapore, Philippines, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA được sắp xếp nhờ vào thành tích thi đấu ở cúp châu lục của các câu lạc bộ. Trong những mùa giải gần đây, thực sự Hà Nội FC là lá cờ đầu của Việt Nam tại đấu trường châu Á. Ở FC 2019, họ từng vào chung kết khu vực Đông Á trước khi thua câu lạc bộ Abro 25 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vào chung kết khu vực cũng là thành tích tốt nhất mà một câu lạc bộ Việt Nam từng đạt được. Ở FC Champions League 2023-2024, dù bị loại, nhưng Hà Nội FC vẫn để lại ấn tượng tốt khi giành hai chiến thắng, gồm chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Urawa góp phần loại đội bóng này ra khỏi giải. Nhờ những điểm số quý giá, Hà Nội FC được FIFA xếp hạng 58 tại AFC, không xa so với Al-Ali, câu lạc bộ mà hai ngôi sao Kessi và Mares đang khoác áo. Một gã khổng lồ khác của bóng đá Thái Lan là Buriram United xếp gần Hà Nội FC ở phía trên thứ 55. Dù vậy, Hà Nội FC vẫn khiêm tốn so với các câu lạc bộ trong khu vực. Trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí của Johor DT Malaysia là 13, Bangkok United Thái Lan là 33, Lion City Singapore là 36, hay United City của Philippines là 54. Top 10 châu Á hầu hết là những câu lạc bộ mạnh nhất ở thời điểm này. Số 1 dĩ nhiên là Al Hilal, câu lạc bộ nhiều lần vô địch cúp C1 châu Á nhất, 4 lần. Dưới họ là John Book, Ulsan và Kawasaki Frontale. Trong khi đó, Anas của Ronaldo xếp thứ 5. Pohang và Urawa hai câu lạc bộ đã cùng bảng với Hà Nội FC tại cúp C1 châu Á vừa qua, cũng có tên trong top 10. Nhưng đáng chú ý là Patum United, câu lạc bộ đến từ Thái Lan, có thứ hạng rất cao khi đứng thứ 9. Tất cả nhờ lịch sử thi đấu thành công của câu cô lạc bộ này tại giải châu Lục. Trái với nhiều thông tin trước đó khẳng định huấn luyện viên Veliza Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải năm nay thì huấn luyện viên người Bungary đã chia sẻ rằng ông sẽ quyết định tương lai của mình vào khoảng tháng 5 tới đây và đặc biệt là ưu tiên cam kết tương lai của mình với bầu đoàn người chủ tịch câu lạc bộ tại xứ Thành. Huấn luyện viên Veliza Popov khẳng định ông sẽ đưa ra quyết định tương lai ra đi hay ở lại câu lạc bộ Thanh Hóa vào tháng 5 tới. Vị huấn luyện viên này ưu tiên ở lại cam kết tương lai với ông Cao Tiến Đoan, chủ tịch đội. Đội bóng xứ Thanh vừa trải qua hai trận thua liên tiếp chỉ trong vòng một tuần, sau thất bại 0-2 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân hàng đẫy, câu lạc bộ Thanh Hóa thua tiếp 1-2 ngay trên sân nhà trước đội Bét Bảng Hoàng Anh Gia Lai. Kết quả này khiến họ bắt đầu bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Thuyền trưởng của Thanh Hóa thẳng thắn chia sẻ, sai lầm dẫn đến thất bại của Thanh Hóa, chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi, đội đá tốt nhưng không tận dụng được cơ hội. Đây là bóng đá, đây là thời điểm cực kỳ khó khăn cho Thanh Hóa, từ cầu thủ tới các vấn đề khác. Tôi tin là các cầu thủ đã chơi hết khả năng và không buồn phiền vì họ. Thanh Hóa gặp khó về lực lượng khi thiếu nhiều trụ cột. Gustavo chấn thương cả mùa, Rimario Mario bị treo giò. Chưa hết, huấn luyện viên Popov còn nói về mục tiêu của đội bóng. Tôi chưa bao giờ nói đến chuyện vô địch. Chúng tôi vẫn còn mục tiêu top 6. Chúng tôi sẽ hướng về phía trước, cố gắng hết khả năng. Trong giai đoạn này, đội sẽ tích lũy điểm số nhiều nhất có thể. Điều quan trọng nhất là qua mỗi trận đấu, chúng tôi nỗ lực hết sức và chơi bóng đá đẹp. Tôi tin các cầu thủ sẽ học hỏi từ sai lầm. Đây là điều bình thường trong bóng đá. Liên quan đến tương lai của mình, tại đội bóng xứ Thanh, huấn luyện viên Popop cho biết chuyện tôi rời Thanh Hóa đến châu Âu hay Brazil sau khi mùa giải này khép lại là thông tin dịch sai ý nghĩa, không chính xác. Tương lai của tôi sẽ được chính tôi quyết định vào tháng 5, tức là thời điểm 3 tháng trước khi hợp đồng với Thanh Hóa khép lại. Cá nhân tôi ưu tiên chuyện ở lại. Tôi ưu tiên cam kết với bầu đoàn. Tôi và ban lãnh đạo Thanh Hóa sẽ còn 3 tháng để suy nghĩ trước khi ngồi lại và đưa ra quyết định tương lai. Thực sự tôi có thể đi bất cứ câu lạc bộ hay quốc gia nào, nhưng tôi chưa vội vàng đưa ra quyết định đó. Đến tháng 5 tôi sẽ có câu trả lời cho mình, ông Popov nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những bản tin mới xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo